Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, cả nước ghi nhận 5.727 trường hợp mắc tay chân miệng, không ghi nhận ca tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52%, số ca tử vong tăng 15 trường hợp. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong những tuần gần đây, thành phố Hà Nội ghi nhận trung bình từ 40 đến 50 ca mắc tay chân miệng một tuần. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội có 1.169 ca tay chân miệng và 36 ổ dịch. Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng Enterovirus 71, EV71 và Coxsackie A16. Có đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Chủng EV71 thường gây bệnh cảnh nặng, dễ gây các biến chứng và có thể tử vong.